thuần theo ý Chúa. Ắt tôi thì êm ải và gần tôi thì nhẹ nhàng. Từ năm 1951 đến năm 1962, chị Mariana Phan Thị Chiêm làm bề trên hồi dòng. Sau khi đi sợ thần phù trở về nhà mẹ, chị liền đắc cử chức vụ bề trên của hồi dòng. Chị đã thi hành tốt chức vụ này trong hai nhiệm kỳ là 12 năm. Ban cố vấn cùng công tác với chị gồm có chị Mary Agatha Trung là phó bề trên, ba chị Mary Joanna Vững, Mary François Saviete và Mary Bernadette nhận làm cố vấn. Còn hai chị thư ký cùng quản lý của nhiệm kỳ trước lưu nhiệm. Trong nhiệm kỳ thứ hai của chị Mariana Chiêm, ban điều hành dòng có sự thay đổi. Lúc này, chị Marie François Xavier Đoàn Thị Tề làm phó bề trên, ba chị Marie Agatha Huỳnh Thị Trung, Marie Joanna Hồ Thị Vững và Marie Bernadette Lê Thị Nhật làm cố vấn. Chị Marie François Trung Phan Thị Ngọc Anh làm thư ký và chị Marie Blandin Anna Lê Thị Nữ làm quản lý. Thánh giá bổn phận của những người có trách nhiệm đều rất nặng nề vất vả. Thế nhưng với Chúa, nhờ Chúa và trong Chúa, quý chị đã giúp hồi dòng ngày một phát triển, đặc biệt là tông đồ lương dân. Hãy để Chúa dùng bạn đúng khả năng, vị thế và vốn liếng của bạn, hầu giúp hồi dòng, cộng đoàn và bản thân bạn phát triển đúng ơn gọi và sứ mạng trong giây phút hiện tại. Nỗ lực hết mình để hoàn thành trách vụ được giao phó hay được chị em tín nhiệm không phải vì lời khen, địa vị, lợi ích, nhưng tất cả vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cảm nhận sâu xa rằng bằng cách này hay cách khác, Chúa đang chia sẻ gánh nặng bổn phận mỗi ngày cho từng người chị em chúng con. Xin cho chúng con luôn cố gắng hết sức mình để chu toàn trách vụ và luôn đạt được niềm vui thánh thiện khi chúng con làm được gì đó cho phần rồi anh chị em chung quanh chúng con. Amen. Hãy subscribe.